nhắc linh chi thì người ta sẽ nhắc tới cái vấn đề cái giá trị dinh dưỡng của nó, giá trị dinh dưỡng là cao. Và trong tài liệu nghiên cứu thì hiện nay là trên thị trường nó có tới 6 loại nấm linh chi, nhưng mà thượng hạng nhất, dùng cái từ thượng hạng nhất và có giá trị cao nhất là linh chi đỏ, nó tới hơn 400 thành phần hoạt chất, là 400 thành phần hoạt chất. Nó là hiện nay người ta vẫn chưa lý giải được là tại sao nó lại có thể tổng hợp được cái số lượng thành phần hoạt chất nhiều như vậy. Nhắc linh chi thứ hai đó, người ta nhắc tới vấn đề đó là cái tuổi thọ, nên là cũng gắn liền với chữ trường sinh đó, có nghĩa là cái khả năng mà tồn tại của linh chi rất là lâu, nó có thể tồn tại qua người ta hiện nay thì có rất là nhiều, và ở Trung Quốc người ta tìm được vài trái nấm tới hàng trăm tuổi đó, thì nó là một cái sự kỳ diệu. Và trong cái cuốn mà bản thảo thần nông ở ngoài Trung Quốc đó thầy, là cái cuốn đầu tiên viết về tổng hợp các dược liệu trên thế giới đó, thì người ta so sánh là cái giá trị của linh chi hơn cả nhân sâm. Và thực tế nó là như vậy. Nhân sâm hiện nay ở Việt Nam mình tìm ra khoảng 159 loại hoạt chất, nhưng mà linh chi thì nó có tới hơn 400. Hiện nay đó, đối với linh chi thì nổi điển hình nhất á, người ta chú trọng vào cái khả năng mà ức chế cái tế bào ung thư của nó. Đó, thật đây trong cua các giáo trình, trong tài liệu mà chủ chỉ là chuẩn bị cái gì cũng có thể thấy. Đó, và trong đây nó có hoạt chất là ức chế cái tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa đó là cái khả năng bảo vệ cái tế bào gan. À, nó trong có những hoạt chất nó bảo vệ tế bào gan rất tốt, đặc biệt là những người mà uống rượu bia nhiều, những người đang điều trị, hỗ trợ điều trị viêm gan, và đặc biệt là bệnh nhân B á, nhân B hiện nay, C thì nó có thuốc điều trị, B thì nó cũng chưa đó, nên là nó khả năng phục hồi tế bào gan. Và thứ ba, cái đối tượng thứ ba đó là có những người bệnh miễn dịch, là liên quan tới bệnh tiểu đường. Những người tiểu đường thì do là cái tuyến tụy của mình ở trên thành, các chị thấy cái gan xong cái tuyến tụy đó, là nó không có tiết được cái insulin để nó tiêu hóa cái glucose, thì cái trong linh chi nó cũng có hoạt chất nó giúp cho cái phần mà mô để mà tạo insulin ấy, là nó phục hồi và nó tiết ra cái insulin để nó giúp cân bằng cái đường huyết. Và một cái tin vui là tôi mới đọc một bài báo cách của nước của Mỹ, họ đang nghiên cứu hiện nay á, là đang nghiên cứu trên chuột, là nghiên cứu tác dụng là hạ lipid huyết giảm béo của linh chi. Thì trên chuột á, nghiên cứu trên chuột thì đã có cái kết quả lâm sàng rồi, thì trong thời gian sắp tới là họ sẽ thử nghiệm lên người. Thì cái linh chi đặc biệt một cái là cái tác dụng phụ rất là ít, tại vì cái dược liệu mình là nó thiên nhiên mà, nó hài hòa với cuộc sống, với cơ thể con người. Hút quá dược, các anh chị biết là nó có hiệu quả tức thì. Ví dụ các anh chị đau đầu lên, các anh chị uống paracetamol là nó hết, nhưng uống nhiều thì nó sẽ hại gan, vân vân. Thì mỗi cái nó sẽ có một cái lợi cái hại. Cho nên chúng ta cần tác dụng nhanh, tức khắc, ngay tức liền, chúng ta phải dùng thuốc hóa dược. Đó, nhưng mà chúng ta phải đi từ cái nền tảng, từ cái gốc, có nghĩa là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nó bây giờ chúng ta cứ đợi chúng ta bệnh, chúng ta uống thuốc thì lúc đó nó muộn rồi, những khi nó rất là muộn. Hoặc là nói là linh chi có tác dụng hỗ trợ điều trị ung thư, không nói chúng ta đợi ung thư thì mới uống. Nên là ở góc độ ngành y tế thì tôi khuyên chúng ta có là phòng bệnh, tập cho mình một cái lối sống khoa học, ăn uống, làm việc, nghỉ ngơi, kèm theo chúng ta có thể dùng một số cái sản phẩm tự nhiên, ví dụ như là linh chi mỗi ngày nó, và kết hợp những loại lối sống ăn uống nghỉ ngơi giống như thầy đó, thật là rất là hay, không có rượu bia, không thuốc lá. Tất nhiên thì mỗi người sẽ có một cái cuộc sống khác nhau, nhưng mà làm sao mình hài hòa, mình cân bằng, mình vui, và kèm theo những cái liệu pháp từ thiên nhiên như vậy, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh, tinh thần sảng khoái hơn.